Rồi, chào cả nhà nha. Thì buổi sáng hôm nay ngày 25 tháng 7 năm 2021. Thì trên đây là cụ cát chậu 1 m. Thì cái bước đầu tiên các bạn quay cụ cát thì cho nó láng đẹp nha các bạn. Và sau đó các bạn gắn khuôn vô, tiến hành chế qua cái một lớp hậu dầu bên dưới cái dành miệng chậu. Thì cái bước tiếp theo các bạn chế một cái lớp hồ cát, các bạn pha lỏng chế dắt vòng tròn cái chậu. Thì các bạn lấy khuôn ra và để cái cọng kẽm 4 ly bên dưới cái dành miệng chậu. Thì cái bước này cơ bản giống nhau nha các bạn. Thì vô kẽm miệng xong các bạn tiếp tục chế mỏng qua cái lớp hồ cát lỏng dừa để tiến hành vô kẽm bụng. Rồi, tiếp theo các bạn tiến hành vô kẽm bụng các bạn. Vô kẽm xong các bạn chỉnh sửa cho nó kẽm nó ngay ngắn cho nó đều. Rồi tiếp theo các bạn đặt khuôn vô. Các bạn quay cái khuôn giáp hột vòng xem nó có bị cấn kẽm hay không. Nếu có bị cấn kẽm các bạn chỉnh lên nha bạn. Thì tiếp theo các bạn chế mỏng qua cái lớp hồ đá các bạn, cho cái chậu nó thêm chắc chắn. Thì vô hồ đá xong các bạn thoải mái lên hồ dẻo cho tới khi cái chậu nó đầy nha các bạn. cái phần chỉ với phần đáy các bạn đi hồ các đặc thiên xi măng do già dẻo dẻo đi cho nhanh đầy hình các bạn. Thì sau khi cái chậu đó đầy hột, các bạn tiến hành đi hồ lọc để lấp những cái lỗ hang và tiến hành cái chậu nó bóng hơn để tiến hành đi hồ dầu. Thì sau khi các bạn đi cái hồ láng, cái chậu cơ bản nó láng thì các bạn lấy khuôn ra, rửa khuôn cho nó sạch sẽ hồ để tiến hành chuẩn bị hồ dầu và đi hồ dầu các bạn. Rồi, rửa khuôn xong các bạn đặt khuôn lại nha bạn. Thì bây giờ tiến hành đi hồ dầu cho cái chậu nha bạn. Rồi, tiếp theo các bạn pha cái hồ dầu lỏng hơn, đi cho nó láng và lấy khuôn ra. Thì các bạn tiếp tục chuẩn bị g hoa văn với chữ Phúc Lộc Thọ. Thì đây là cái mẫu g hoa văn mới với chữ Phúc Lộc Thọ mới các bạn. Thì chữ Phúc Thọ lần này thì nó bằng khuôn silicon nên các bạn dán cái chậu nó rất là ôm sát, rất là đẹp. Hoa văn thì cái hoa văn là hoa văn bánh xe Pháp Lưng nha bạn, mẫu hoa văn mới. thì chữ và bá văn các bạn đã ngâm đủ nước rồi, xong các bạn lấy ra và các bạn tiến hành dán vô chậu. Thì phía trên cái trái chậu chúng ta để cái tam giác, các bạn lấy cái mũi nhọn tam giác, các bạn dán 3 miếng hoa văn, chia cho nó đều với nhau nha bạn. Bây giờ các bạn tiến hành dán hoa văn. Bạn lấy miếng hoa văn, bạn chét cái lớp hòn dầu bên dưới cái miếng hoa văn các bạn. Bạn chén chét cho nó giáp dòng cái miếng hoa văn, dán cho nó chắc chắn các bạn. Bạn lắc lư và đè miếng hoa văn cho nó sát hơn. Các bạn thấy là một miếng đầu tiên chúng ta dán xong nha bạn. Thì tiếp theo là cái miếng thứ hai. Cuối cùng là cái miếng thứ ba nha bạn. Sau khi các bạn dán 3 miếng hoa văn xong thì nó hiện ra 3 cái hộc chữ. Thì 3 cái hộc này mình để mình dán 3 chữ phúc lộc thọ vô nha bạn. Mỗi hộc là 3 chữ. Thì các bạn cũng chét cái lớp hòn dầu vô cái chữ các bạn. Thì chữ nào trước các bạn dán trước, chữ phúc các bạn dán trước. Gá vô trước thôi, gá vô trước xong rồi mình dán vô cái mình chỉnh lại cho nó đều. Tiếp theo là chữ lộc các bạn. Chữ cuối cùng là chữ thọ các bạn. Sau khi dán xong như thế các bạn chỉnh và chia khoảng cách cho cái chữ nó đều với nhau cho nó đẹp, và chỉnh cái chữ cho nó đứng hơn mà, cho cái chữ nó đứng. Tiếp theo các bạn dán 2 hộc chữ còn lại nha bạn. Thì cái chữ này các bạn lưu ý là cái chữ đã ôm rất là sát rồi, nên các bạn chét hòn dầu vô chữ mình chỉ chét mỏng thôi bạn. Chét mỏng thiệt là mỏng để mình dán cho nó sát. Còn các bạn chét dày thì mà ịn vô thì cái hòn dầu nó dư quá thì mình dán không có sát, không có đẹp nha bạn. Thì bạn lưu ý. Xong thì mình chỉnh sửa ngay lúc cái lúc dán luôn để cho nó đứng cho nó đẹp. Bạn dán xong mình chỉnh liền, để nó khô mình chỉnh không được các bạn, khó chỉnh. Trung đã dán hoàn thành ba cái mặt hoa văn và ba cái mặt chữ. Thì cái chậm 1m thì các bạn dán ba mặt hoa văn, các bạn lưu ý là dán ba mặt hoa văn và ba cái hộp chữ. Ba cái hộp chữ tức nghĩa là các bạn phải chuẩn bị là ba chữ phúc, ba chữ lộc và ba cái chữ thọ, tổng cộng là 9 chữ nha bạn, và ba miếng hoa văn mình chuẩn bị trước, xong mình quay chậu xong có mình dán vô luôn đó. Thì bây giờ Chung tiến hành ịn cái chữ ếch cho cái chậu 1m đó. Chung sẽ ịn cái chỉ bên dưới và cái chỉ gần cái miệng chậu, ịn một lần hoa văn chữ ếch cho nó đẹp nha bạn đó. Thì sử dụng cái cây nhôm này đó, cây nhôm này để ịn nha bạn. Thì các bạn lưu ý mình ịn hoa văn chữ ếch thì cái chậu nó còn ướt thì mình ịn luôn nó đẹp, còn để cái chậu nó khô thì các bạn ịn không có được nha bạn. Thì các bạn lưu ý cho Chung. Các bạn xem Chung ịn nha. Đó. Các bạn ịn một bên xong các bạn đổi cái đầu lại, đổi đầu cây nhôm lại. Đó, các bạn ịn thêm lần nữa. Rồi các bạn cứ ngắt, đổi đầu cây lại nghe bạn, bạn ngắt đường chữ ếch. Đó, xong các bạn cứ ịn như thế. Ịn đổi qua đổi lại các bạn. Đó. Đó, bạn thấy chưa? Như thế nha. Rồi xong các bạn cứ cây ngắt quãng, các bạn ngắt quãng đó. Bạn thấy Chung ịn như thế rất là dễ ra chữ ếch rất là đẹp ha. Đó, xong cái mình ngắt quãng bên đây nữa. Đó. Bạn thấy được hai cái chữ ếch rồi đó. Còn bên dưới các bạn cũng ịn như Chung, cũng ịn như thế luôn. Xong cái mình ngắt quãng, đổi đầu lại ngắt quãng. Đó, các bạn thấy Chung đã ịn chữ ếch rất là đẹp nha. Đó, được một lần dưới và lần trên đó, hai cái lần qua gian chữ ếch. Thì các bạn cứ tiếp tục ịn như Chung và ịn dắt vòng như thế là xong nha bạn. Đó, ịn cho nó đều cho nó rõ thì sau khi chậu mình sơn lên nó rất là đẹp nha bạn. Thì ịn chữ ếch xong các bạn tiến hành cắt ba cái chân giả cho cái chậu luôn nha bạn. Cắt xong các bạn chỉnh sửa là cho cái ba chân cho nó đều cho nó đẹp. Cắt chân giả xong các bạn tiến hành vuốt láng như những cái đường cắt cái chân lại giả cho nó đẹp hơn. Sau đó các bạn vuốt láng cái phần đáy và mình khui bên dưới cái ngay chỗ cái cốt của cung ba, mình khui một cái lỗ để thoát nước nha bạn. Các bạn sử dụng ống nước để mình khui lỗ. Đây, các bạn khui, các bạn kết hợp mình xay. Xong các bạn tiến hành mình cắt cái hột bên dưới cái dành miệng chậu và lấy cái hột ra nha bạn. Theo cái bước sau cùng, các bạn dùng cỏ các bạn quét ngay chỗ những cái lần cắt cái chân giả cho nó láng hơn nha bạn. Chung sẽ quay giáp một vòng cho các bạn xem cái chậu Chung đó làm hoàn thiện các bạn. Các bạn thấy cái chữ Phúc Lộc Thọ rất là ôm sát, rất là đẹp nha. Chậu mình làm kỹ và quét lá như thế thì tới công đoạn sơn thì mình rất là dễ dàng, chỉ quét cát sạch sẽ là sơn thôi. Đó thì cái mẫu chậu 1 mét Chung dán chữ Phúc Lộc Thọ và hoa văn là bánh xe Pháp Lưng nha bạn, bánh xe Pháp Lưng đó. Đây là cái mẫu hoa văn mới rất là đẹp đó, các bạn thấy là bánh xe Pháp Lưng nha. Nó một cái bánh xe Pháp Lưng, hoa văn bánh xe Pháp Lưng rất là đẹp, cái tên rất là hay nha bạn. Thì cái video của Chung thì tới đây thì xin kết thúc nha bạn. Thì nếu các bạn thấy cái video hay, cho Chung một lượt đăng ký và một lượt like, để cho một lượt chia sẻ nữa nha các bạn, để cho kênh được nhiều người biết đến hơn. Và Chung sẽ có thêm những cái động lực ra những cái video tiếp theo hay hơn nha các bạn. Thì cuối video thì Chung chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.